Vậy một cái triệu chứng điển hình của bệnh uh, ho do xiên heo thứ nhất đây là ở bên ngoài là con heo nó có hiện tượng ho khan, ho vào gần sáng hoặc chiều tối và nó ho, nó không có đờm nhá, nó không có đờm. Không có đờm thì đấy gọi là ho xiên và cái triệu chứng điển hình ấy. Uh, khi mà chúng ta mổ khám bệnh tích ra ấy, thì nó có một cái đặc trưng khá là thú vị. Tức là uh, cái thùy đỉnh với thùy hoành ấy, đây các bạn nhìn ở đây. Uh, thì cái thùy đỉnh này và thùy hoành này là hai thùy mà nó bị viêm đối xứng nhau nhá, nó bị viêm đối xứng với nhau thì đây là một trong những cái triệu chứng điển hình của bệnh gọi à, ho do suyễn heo vậy thì muốn chữa bệnh ho do suyễn heo thì chúng ta cần phải làm các biện pháp như sau này ở à, đầu tiên nhé đầu tiên trong à, cái cách mà phòng bệnh ở trên heo á thì các bạn à, số 1 là phòng bệnh suyễn heo thì các bạn cần phải làm này à, điều đầu tiên các bạn cần phải làm cho tôi ấy này hiện tại bây giờ nó đã có vaccine suyễn nha nó đã có vaccine suyễn này Đâu. vaccine suyễn nó đã có vaccine suyễn rồi đây là điều số 1 các bạn cần phải làm nên là tất cả mọi loại heo các bạn đều phải tiêm vaccine cho tôi. Hiện tại bây giờ ở trên thị trường nó có rất nhiều dòng vaccine xuyễn khác nhau. Có loại thì tiêm hai lần, có loại tiêm một lần và có loại thì chẳng cần tiêm. Đâu? Nó tùy thuộc như vậy. Nhưng mà khi các bạn tiêm vaccine xuyễn heo này thì nó sẽ giảm được, nó giảm được cái tỷ lệ mà bị hô hấp do xuyễn này là khoảng tầm 70, 70 đến khoảng tầm 75 Tức là khi chúng ta dùng vaccine xuyễn heo ấy thì nó có thể phòng được bệnh từ khoảng tầm 70 tôi nghĩ là 70 đến 75 phần trăm đấy là cái trải nghiệm của tôi à, khi chúng ta tiêm vaccine xuyên heo thì nó sẽ phòng được khoảng tầm 70 đến 75 phần à, trăm ngoài ra còn lại khoảng tầm 20 năm đến 30 phần trăm nó kế phát thành các bệnh khác hoặc là cái hiệu lực vaccine nó không được vậy thì tại sao vaccine xuyên nó chỉ hiệu lực nó chỉ 70 đến 75 phần trăm tại vì ở đây là một trong những loại vaccine uh, vi khuẩn các bạn hình như ạ đây là một trong những loại vaccine khuy vi khuẩn và khi mà nó là vaccine vi khuẩn đấy thì cái hiệu lực bảo hộ của nó nó không được cao bằng vaccine virus nên là chúng ta cần phải nhớ rằng các bạn sẽ làm vaccine xuyên, Đó, vaccine xuyên cho heo à, tuy nhiên là hiệu lực của nó nó sẽ không được tuyệt đối không phải là cứ tiêm thì nó không bị nhưng khi mà các bạn tiêm xong vaccine xuyên rồi ấy, mà con heo nó bị ho các bạn chữa nó sẽ dễ dàng hơn là khi các bạn không có làm vaccine nhé rồi vậy thì đầu tiên à, tôi à, chia sẻ với các bạn rằng nếu mà các bạn muốn phòng bệnh suyễn heo này thì các bạn phải dùng vaccine à, sau đó thì chúng ta sẽ trộn à, thuốc định kỳ cho nó vậy thì khi mà trộn thuốc định kỳ thì chúng ta cần phải nắm được này à, cái bệnh suyễn heo ấy nó là một trong những cái bệnh cực kỳ quan trọng ở trên đàn vật nuôi nên là hiện tại bây giờ à, nếu mà trong các bạn đang nuôi heo muốn kiểm soát bệnh suyễn heo ấy thì kháng sinh các bạn cần phải dùng là kháng sinh nhóm macrolid nhé. macrolid này đó. nhóm kháng sinh macrolid thì các bạn à, sẽ kiểm soát được bệnh suyễn heo macrolid kiểm soát được heo vậy thì nhóm macrolid nó bao gồm những loại kháng sinh nào thứ nhất ấy, là à, cái kháng sinh tinoxin này không tinoxin là một này Đó. cái thứ hai ấy, là cái thế hệ sau của tinoxin có thể nó là cái timicosin timicosin đây là thế hệ sau của à, của kháng sinh dòng macrolid nhé vậy thì hai cái dòng kháng sinh này là hai dòng kháng sinh rất là mạnh để giúp cho chúng ta có thể kiểm soát bệnh xuyên. À, tiếp theo một vài dòng kháng sinh khác à, cũng có nó có tương đồng. Ví dụ như là nhóm lanhcoamid nó bao gồm có lanhcomicin này. À, lanhcomicin nó cũng có thể kiểm soát được bệnh suy heo hoặc là tiamulin. Tiamulin à, nó cũng kiểm soát được bệnh sỉn uh, heo. Vậy thì ở đây các bạn uh, hình dung rằng là uh, những cái thuốc mà tôi đang ghi ở trên bảng này nó có tính chất là kiểm soát bệnh sỉn heo hiện tại bây giờ Sơn Trịnh đang có một à, vài cái dòng à, thuốc khá là ok để giúp cho các bạn có thể kiểm soát được bệnh xuyên heo kể cả những bệnh liên quan đến phức hợp hô hấp thì tí nữa cuối buổi tôi sẽ nói sau với các bạn đây các bạn nhìn này à, ở trên tay Sơn Trịnh đây là có một à, cái sản phẩm đang tiện ở đây tôi nói luôn này ở à, cái này là tên của nó là đặc trị hô hấp phức hợp nhá thì trong cái thuốc này ấy, nó có hai thành phần chính số 1 đây là tinosin tetra 20 phần trăm và cái Sulfa Medin khoảng mua 10 phần trăm vậy thì đây là một trong dòng kháng sinh nó có tác dụng điều có tác dụng kiểm soát bệnh gram âm gram dương nhất là các bệnh liên quan đến suyễn heo thì nó cực mạnh luôn đúng không vậy thì ở đấy là cái cái thuốc mà để các bạn có thể sử dụng về để bạn trộn trộn phòng thường xuyên khi mà nó lắng mưa thay đổi thất thường ấy, thời tiết nó thay đổi thất thường ở mọi thứ nó biến chuyển thì chúng ta sẽ sử dụng thuốc kháng sinh trộn thôi còn lại nếu một con này heo nào ấy mà nó ho rất là lặng thôi nó ho rất là nặng thì chúng ta có thể sử dụng thuốc để chúng ta tiêm nó. À, vậy thì hiện tại bây giờ trên tay sơn trịnh này, này cũng có một dòng thuốc tiêm khá mạnh này. Đây, à, tôi đề luôn nó là đặc trị xuyên heo, tên nó là đặc trị xuyên heo tim mắc nhá. Nhưng mà cái dòng thuốc này ấy, nó do nó thuộc nhóm tim nó rất là mạnh, nên các bạn mua cái nọ thuốc đặc trị xuyên heo này của công ty uh, super vet đây nha đây, cái nhãn của công ty SuperVet vet này các bạn nhìn này, nhãn tròn của công ty super này. Thì cái sản phẩm đặc trị xuyên heo này nó có một cái rất là là là, 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 là rủi ro, tức là À, với cái hàm lượng 20 mg như này nó có thể điều trị cho con heo tối thiểu 15 cân. Nếu mà các bạn tiêm cho heo dưới 15 cân có thể là nó bị đồ tử tại vì cái thuốc này nó quá mạnh, nó làm cho con heo có thể nó bị à, mẫn cảm với cái thuốc nó gọi là sốc phản vệ, nó gây đến hiện tượng là bị à, à, ngừng tim hoặc là, là hoặc là gọi là chết đồ tử đúng không? Nên là rất là nguy hiểm. Vậy thì à, khi mà à, khi mà các bạn à, sử dụng cái đặc trị xuyến heo của công ty SuperVet này thì các bạn nhớ cho tôi là 1 ml dùng cho 15 cân nhé không được dùng nhỏ hơn không được dùng dưới 15 cân nếu mà dùng dưới 15 cân thì nó rất là rủi ro đâu có thể nó gây chết heo thì tôi khuyến cáo như vậy để các bạn biết rằng cái đặc trị xuyên heo này một chai này hiện tại bây giờ đang bán với giá là 225.000 một chai này nhé đặc trị xuyên heo rồi vậy thì à, trên đây là tôi đã hướng dẫn các bạn một trong những cái nhận biết làm thế nào để chúng ta có thể nhận biết ra bệnh xuyên heo Đó, nó ho khan và à, khi mổ ra bích tích phổi của nó là hai cái thùy đỉnh thủy hoành đối xứng nếu các bạn cắt cái miếng phổi để các bạn lém xuống nước ấy, thì nó sẽ chìm còn những cái đoạn phổi bình thường nó sẽ nổi nhá à, tôi sẽ chiếu lại một lượt để các bạn nhìn này à, thứ nhất này là ở trên cái phổi này trên cái lá phổi của nó nhá Đấy, thì các bạn nhìn thấy cái phần mà đỏ đỏ này cái phần đỏ đỏ đây nó gọi là bị nhục hóa à, bị nhục hóa thì khi chúng ta cắt ném nước nó sẽ chìm còn cái phần hồng hồng vàng vàng đây này, này. Đấy, cái phần mà nó đang như thế này thì chúng ta có thể uh, lém nước nó sẽ nổi nhé còn đây phần này nó bị gan hóa này Họ nhục hóa đúng không đấy thì đấy là cái triệu chứng điển hình của bệnh suyễn heo và tôi sẽ mở lại uh, cái bị cái, cái ho, ho cho các bạn xem một lần nữa nhé không là tí nữa uh, lại uh, mở cho các bạn xem ho một lần nữa này không tí nữa nó nó lại uh, mình chuyển phần khác một số người vào sau lại không xem được ok đấy xem ho rồi suyễn này đấy thì cái triệu chứng đấy là triệu chứng của bệnh xuyên heo nhá thì cái cách mà phòng thì tôi nói với các bạn rồi cách điều trị tôi cũng nói với các bạn rồi thì các bạn cứ mang thế mà về mà điều trị thôi ngoài ra có rất nhiều thuốc khác nhưng mà tuy nhiên ở đây ấy, tôi hướng dẫn các bạn là cái cách sử dụng thuốc như vậy hoặc là các bạn uh, có thể lấy một cái chai này cũng hay này ví dụ muốn điều trị cái bệnh xuyên heo ấy, nó có một cái chai này cũng khá ngon này đây uh, tên của nó là đặc trị hô hấp cấp này các bạn nhìn nữa đặc trị hô hấp cấp tinodic nhá đặc trị hô hấp cấp tinodix đấy các bạn uh, sử dụng cái chai này các bạn tiêm cũng ngon này đúng không? Đặc trị hô hấp cấp, Tinolix tại vì cái dòng này ấy nó là sự kết hợp giữa Tilosin và Tiamolin nhé nó cũng là một dòng khá hay.